ikke noe mat. Đây là hút mật năm màu nha anh em. Sáng nay thả cho anh em đi chơi, cho bay lồng vòng chơi nha anh em. Đó. Chỗ này ra luôn, ngồi chờ luôn. Đó, hút mật năm màu. À, hút mật năm màu này rất là dạng. À, nó đang ăn cám sơ sơ rồi. Và anh đi chơi cho nó bay lộn vòng chơi luôn. Đó. Anh đi chơi vô tư. Thả nó ra ngồi là nó thích thú quá. Ở trong lòng là nó chán rồi. Sáng nay thả nó cho ra đi chơi. Đây là mấy con sáo nè, sáo nâu nè. À, đang nhồng nha anh em. Khuyên và mấy chim khuyên. Rồi, rồi nó bay qua kia rồi. Đó, nó bay về lại. Tí nó cũng bay về lại à, nó đi xa tí nó cũng bay về lại à. Nó ở nhà mình 5-6 ngày nên nó quen rồi. Đó, nó không bay đi đâu hết á. Nó chỉ quẩn quẩn thôi. Đấy, hút mật năm màu này anh em. Khi mà đang cho ăn cám trộn cám ướt á. Em cám anh em pha ít mật ong cho nó tập ăn cám nha anh em. Anh em cám ngọt thì pha ít nước là được rồi. Biết nó bay đi đâu mất tiêu rồi. À, đây 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 nó bay về lại rồi nè. Đó. Đó bay đi lộng vòng trên nè. Nó bu vô mấy cái chuồng chim lớn đó. Nó mổ. À, nó sợ mấy con chim lớn nó mổ nó. Rồi. Nó về lại cái chuồng của nó nè. Đó cái chuồng của nó đó, để vô tư luôn. Để vậy cho nó chui vô chui ra, nó thích đi bay đi đâu nó bay.